Trải qua 3 tập phát sóng, chương trình Bài Hát Hay Nhất Biết Song Biết Điều đã mang đến những tiết mục vô cùng đặc sắc ấn tượng cùng những màn tranh quyền đầu tư đầy kịch tính. 20 triệu cộng với đó là toàn bộ sự sản xuất và produce của D-Tap cho ca khúc này. Em cũng rất là mong muốn được nhận một deal từ D-Tap ạ. Các nhà đầu tư còn lại liệu có chịu thua D-Tap? 20 triệu. Tôi đầu tư 40 triệu. Đầu tư 40 triệu. 60. Và đây cảm giác như là một Bùi Lan Hương phiên bản nam vậy. Mình muốn nghe full bài này ạ. Các ban giám khảo và nhà đầu tư không chỉ quyết liệt khi ra giá trị đầu tư mà còn rất thẳng thắn nêu quan điểm của mình. Ở cái chỗ đó là em đã bị kém hơn rồi. Ca khúc này sau khi nghe em không động lại được. Thì em quan điểm hơi khác anh Dương Khắc Linh một tí. Em tiềm năng khủng khiếp. Nó hợp với lại một cái OST của một bộ phim. Anh không có nghĩ là ở Việt Nam sẽ có một người nghệ sĩ mà làm được cái nhạc giống giống vậy mà bằng tiếng Việt. Về mặt chuyên môn đối với em thì em cảm thấy chưa tới. Với những cái giai điệu hiện tại thì em vẩn cảm thấy là chưa phù hợp với cá tính âm nhạc của em lắm. Đây không phải là một món fast food. Nó cũng không phải là cái thứ gì đó quá cao sang. Và thưởng thức nó một cách phù hợp nhất là chúng ta sẽ bóc tách từng lớp ra. Chúng ta sẽ không nhảy vào vấn đề ngay lập tức. Chúng ta đang có một cái twist nữa ở đây. Thời gian sẽ chứng minh cho tất cả. Liệu những bất ngờ nào sẽ được hé lộ? Dạ, bí mật ạ. Giống như ngày hôm nay là giống như là Thịnh Ken là phát ngôn viên của Phương Mỹ Chi hay sao á? Có cô gái nào tên Hoàng Kim ở đây không ạ? À, bữa nay em cũng mặc đồ màu vàng nè. Nhìn em như bánh bông lan kim sa trứng muối. Dạ, đúng rồi. Hãy cùng đón xem tập 4 của Bài Hát Hay Nhất Biết Song Biết Điều. Chào đón quý vị đang cùng đến với Bài Hát Hay Nhất 2022 Biết Song Biết Điều. Tôi rất vinh dự khi được đứng ở trên sân khấu ngày hôm nay để có thể kết nối tất cả những quý vị khán giả với những giây phút thăng hoa được mang lại từ những bài hát cực kỳ xuất sắc đến từ những thí sinh rất tài năng của Bài Hát Hay Nhất năm 2022. Thưa quý vị, với chương trình này, sau tập 1 phát sóng thì đã nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ phía công chúng và sẽ còn có những bất ngờ đang chờ đợi quý vị trong tập này. Thưa quý vị, trước tiên hãy cùng với Thanh Thanh Huyền chào đón ban giám khảo của cuộc thi, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn. Nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Nhà sản xuất âm nhạc, trưởng nhóm D-Tap Thịnh Kens. Thưa quý vị, đối với Bài Hát Hay Nhất 2022 Big Song Big Deal thì ở đây chúng tôi không chỉ đề cao về tính chuyên môn âm nhạc của một bài hát mà đồng thời còn mong muốn đẩy mạnh những giá trị thương mại của một tác phẩm. Và vì lẽ đó, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta rất vinh hạnh khi có được sự hiện diện của phía các nhà đầu tư. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón bà Trần Hoàng Nhật Khánh, Giám đốc Trung tâm Marketing thuộc khối khách hàng cá nhân Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VP7. Nhà đầu tư tiếp theo đó chính là ca sĩ Phương Mỹ Chi. Và tiếp theo cũng là các thành viên đến từ nhóm D-Tap, Katarzyn, Tùng Satras. Rất là vinh hạnh khi có được sự hiện diện của các nhà đầu tư tại đây ngày hôm nay. Và không chỉ có những người ngồi đây đâu ạ, chính những quý vị khán giả đang ngồi phía trên kia cũng có thể trở thành nhà đầu tư nếu như quý vị yêu thích bài hát nào đó được thể hiện trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với vòng thi đầu tiên, xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với một vài phút quảng cáo. Quán quân của chương trình sẽ là người có số điểm cao nhất đến từ 50% số điểm tích lũy qua từng vòng thi và 50% số điểm bình chọn của khán giả. Cách quy đổi điểm số như sau: thí sinh hạng nhất tập được 4 điểm, thí sinh hạng nhì tập được 3 điểm, thí sinh bị loại ở vòng 3 được 2 điểm, thí sinh bị loại ở vòng 2 được 1 điểm, thí sinh bị loại ở vòng 1 không đạt được điểm nào. Mỗi thí sinh có 4 lượt thi đấu để tích lũy điểm số trong quá trình thi. Cổng bình chọn cho khán giả sẽ được mở trên ứng dụng VB Bank Neo và website southstar.vn. Mỗi lượt vote trên website southstar.vn tương đương 1 điểm.
trên ứng dụng VP Bank Neo. Đối với khán giả chưa kích hoạt tài khoản, mỗi lượt vote tương đương 1 điểm. Đặc biệt khán giả có tài khoản VP Bank và bình chọn sau khi đăng nhập VP Bank Neo sẽ được nhân 3 số điểm bình chọn. Hãy bình chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích nhất. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 năm 2022, một tài khoản của khán giả có thể bình chọn tối đa 10 lần trong ngày cho thí sinh mà bạn yêu thích nhất. 10 khán giả may mắn nhất khi tham gia bình chọn cho mỗi tuần sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn đến từ nhà tài trợ VP Bank. Khán giả sẽ được nhận một tài khoản số đẹp VP Bank trị giá 5 triệu đồng. Đặc biệt hơn, khán giả khi tham gia bình chọn qua ứng dụng VP Bank Neo có kích hoạt tài khoản sẽ được may mắn tham gia quay số trúng thưởng tuần đến từ nhà tài trợ VP Bank. Một giải nhất với giá trị giải thưởng 2 triệu đồng. 4 giải nhì với giá trị giải thưởng là 500.000 đồng. 5 giải ba với giá trị giải thưởng 200.000 đồng. VP Bank Bram, thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ sống bứt phá, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Và ngay bây giờ hãy cùng chào đón 5 thí sinh bài hát hay nhất 2022 Big Song Big Deal. Thí sinh đầu tiên đó chính là Hà An Huy, Nguyễn Mạnh Cường, 14 Casper. Tiếp đến là một thí sinh chắc chắn sẽ gây được ấn tượng mạnh với quý vị ban giám khảo, đó chính là Mai Chí Công. Một cô nàng cực kỳ hot trên các nền tảng mạng xã hội, Yi Yi. Và cuối cùng là thí sinh Đào Dương Công Toại. Thưa quý vị, ở vòng thi đầu tiên này thì các thí sinh sẽ phải dùng những chiêu thức bất kỳ để có thể tạo được ấn tượng với quý vị ban giám khảo. Tuy nhiên, quyền quyết định các bạn dừng lại hay đi tiếp lại nằm ở 100 bạn khán giả đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Và ngay bây giờ hãy cùng chào đón thí sinh bước vào vòng thi đầu tiên, Hà An Huy. Xin mời. Thưa quý vị, tác phẩm Bức Họa Nơi Xa, nhạc và lời Hà An Huy, là một ca khúc nói về sự cảm thông, thấu hiểu và an ủi của mình dành cho người bạn đã khuất. Với những giai điệu man mát buồn, được hòa âm và phối khí cùng với nhạc cụ phương Tây. Nhạc cụ nổi bật là violin, với âm sắc da diết cùng với tiếng cello trầm bổng, hòa quyện cùng với nền guitar chính, sẽ tạo cho người nghe cảm giác như đang lạc vào một vũ trụ khác, có cả rừng hoa tulip trên đồi. Màu sắc tổng thể của ca khúc mang hơi hướng dreaming pop, tạo không gian siêu thực và bay bổng. Cùng với giai điệu cuốn hút và man mát buồn, thanh âm và lời bài hát bám sát nhau đến từng chi tiết. Bức Họa Nơi Xa là một món quà từ nơi sâu thẳm trái tim tôi, tri ân tới một người bạn đang ôm trong mình những nỗi buồn đẹp thênh thang. Sau tất cả những gì đã phải trải qua, tôi chỉ mong rằng người bạn ấy sẽ tìm được chốn bình yên cho riêng mình, một nơi mà tâm hồn được an ủi, những vết thương tự chữa lành. Đấy, nó là như thế đấy. Một tràng pháo tay cho MC Nam còn lại của chương trình, dạ Hà An Huy thưa quý vị. Một câu chuyện rất xúc động sẽ được kể thông qua bài hát này. Và Thanh Huyền rất mong muốn được nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Bản thân Thịnh cảm thấy bạn là một người rất là nội tâm. Thịnh thích cái hình ảnh bông hoa tulip rất là lạ. Hình ảnh đấy mình có thể tưởng tượng nên một cái không gian rất là đẹp. Cái ca khúc này có thể là chưa hát, chưa gì hết, nhưng mà Thịnh nghĩ là nó hợp với bé Chi. Hợp với bé Chi. Cảm giác là bé Chi là một người rất là nội tâm và yêu cái đẹp. Sẽ hợp với Chi và em nghĩ là Chi nên đầu tư liền. Em là một con người khá là phức tạp. Có thể là mọi người thấy em cũng ngoại. Thì không biết là cái thông tin là sống nội tâm là anh lấy ở đâu ra vậy ạ? Trong quá trình làm việc của hai anh em mình á, em cũng không biết là em có sống nội tâm hay không nữa. Nhưng mà thật sự đúng như anh Thịnh nói, thì khi mà nghe cái bài thuyết trình của anh, mình có thể tưởng tượng ra một phần nào cái không gian mà anh muốn truyền tải, cũng như là cái chất liệu âm nhạc mà anh sẽ sử dụng trong bài hát. Thì Chi cũng rất mong là nó sẽ hợp với Chi và nó sẽ nằm trong những bài hát mà Chi phát hành. Cho anh hỏi Huy nữa một chút này, bài mà em sắp sửa trình diễn đấy, bài đó em có tự phối khí hay làm hòa âm hay là chơi nhạc cụ gì trong đó không? Em có chơi guitar, guitar cũng là nhạc cụ chính để mà em sáng tác và em cũng phối khí bài hát này từ đầu đến cuối. Âm nhạc của em nó sẽ mộng mị, nó sẽ mênh mang.
Và nếu mà em tự phối khí được thì có nghĩa là em làm chủ được cái thế giới đấy của em. Bởi vì em sẽ không phải kể cái câu chuyện của em qua một cái gọi là cái con mắt của một người khác, cái tai của người khác nữa. Anh tin rằng nếu mà em tự làm cái sản phẩm của mình từ A đến Z thì anh nghĩ nó sẽ là một cái bài hát khá là hoàn hảo, ít nhất là đối với những gì mà em gửi gắm trong cái bài hát của mình. Cảm ơn rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhiều hơn khi bạn ấy trong teaser và bài hát của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn ạ, em xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ Thanh Huyền xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần giới thiệu của bạn thí sinh tiếp theo, Nguyễn Mạnh Cường, 14 Casper. Có một giai thoại vui trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ Taylor Swift, cứ mỗi lần cô ấy chia tay, cô ấy sẽ có một bài hát viết về người yêu cũ. Và ngay lập tức bài hát đó sẽ trở thành một bài hát nổi tiếng. Các anh trong nhóm nhạc Da LAB, những người anh mà mình rất là ngưỡng mộ. Và có một câu chuyện vui rằng là mỗi khi các anh chuẩn bị tan rã, các anh sẽ làm một bài nhạc để kỷ niệm cho sự kiện đó. Và ngay lập tức bài hát đó sẽ trở thành một bài hit. Mình nghĩ rằng mình cũng có một cái nhân duyên như thế. Bởi vì mỗi lần mình có một chút vấn đề về sức khỏe tinh thần, mình sẽ viết một bài hát. Và cho những ai chưa biết, mình là 14 Casper, Nguyễn Mạnh Cường. Mình thường được mọi người biết tới với những bài hát như Bao Tiền Một Mớ Bình Yên, Có Ai Ở Đây Không. Hai bài hát này có cùng những chủ đề là để an ủi, chữa lành và để giúp đỡ tinh thần cho những người khác. Big Song Big Deal năm nay, mình sẽ đem tới một bài hát cũng viết trong ở trình tình trạng tương tự. Và mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một nhân duyên vô cùng đặc biệt. Và có thể đây sẽ là một bài hát đáng hy vọng và đáng trân trọng. Ở một khía cạnh khác thì đây cũng sẽ là một bài hát mình tri ân riêng tới những người làm nghề nghệ thuật chúng ta. Mình xin cảm ơn ạ. Thanh Huyền cực kỳ thắc mắc là tại sao bạn lại quyết định chọn tham gia chương trình bài hát hay nhất 2022 khi mà bạn đã có cho mình được những bản hit, những tác phẩm hết sức thành công như vậy. Có một cái câu chuyện vui và em tự kể với mình thôi. Đấy là những bài hát đó em cảm thấy rằng chúng có sự nổi tiếng và độ nhận biết nhiều hơn là cái tên 14 Casper. Và em nghĩ được rằng là đến lúc chúng ta phải bước ra khỏi căn phòng để đứng dưới ánh đèn sân khấu, kể thêm nhiều câu chuyện và cống hiến thật nhiều những bài hát hay. Rất truyền cảm hứng thưa quý vị. Và Thanh Huyền cũng tin là chủ nhân của những tác phẩm hay, họ rất xứng đáng được tôn vinh. Càng ngày mình sống trong một cái thế giới nó phức tạp, anh rất là muốn có một cái bài hát để cho những bạn như vậy, khi mà họ bế tắc, họ có thể nghe được để mà họ vượt qua. Và anh rất là mong chờ được nghe cái bài của em. Cảm ơn anh Linh rất nhiều. Đối với tôi là chắc chắn thì tôi mới đầu tư, cho nên tôi sẽ lưu ý nhưng chưa có quyết định đầu tư ở giai đoạn bây giờ. Hai người cũng mặc đồ màu trắng giống nhau rồi đó. Được chị Khánh để ý rồi đó nha. Tiềm năng cực kỳ. Em nghĩ rằng là sẽ có nhiều hơn một điểm chung đấy ạ. Bản thân em cũng là một người tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của một trường đại học về chuyên ngành liên quan tại Hà Nội. Em rất hiểu về những cái lợi ích và những rủi ro khi mà đầu tư. Một cái người mà học quản trị kinh doanh nhưng mà lại bay bổng và những cái bài hát mang tính rất là nhân văn như thế. Xin cảm ơn chị Khánh ạ. Bất ngờ đúng không quý vị? Những bạn thí sinh tại bài hát hay nhất 2022 Big Song Big Deal không chỉ là những nhạc sĩ trẻ mà các bạn ấy còn đảm nhận nhiều công việc khác nhau ở trong xã hội, cực kỳ tài năng và cực kỳ giỏi. Và ngay bây giờ hãy cùng Thanh Huyền chào đón thí sinh Mai Chí Công. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Mai Chí Công. Đối với Mai Chí Công thì khi một bài hát lần đầu tiên vang lên thì cái ấn tượng đầu tiên đương nhiên nó phải là âm nhạc có thú vị hay không. Cái điều thứ hai cũng quan trọng không kém, đó chính là sau khi bài hát đó vang lên thì nó có đọng lại gì trong tai của quý vị khán giả hay không. Bài hát của Mai Chí Công có một cái câu hát Công nghĩ là sẽ khiến cho mọi người cảm thấy thú vị. Đó là câu hát: đời tôi sẽ phất lên vì em, đời tôi sẽ phất lên vì em. Và hy vọng là tất cả các quý vị ở đây sẽ phất lên vì em, sẽ phất lên vì một điều gì đó mà khiến cho mọi người cảm thấy hạnh phúc. Và cuối cùng, mọi người có tò mò về Mai Chí Công đã phất lên như thế nào thì hãy bình chọn cho Mai Chí Công nhé. Chúc mừng Mai Chí Công với phần dự thi đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây là một bạn thí sinh không chỉ có khả năng sáng tác mà còn là một giọng hát rất là tuyệt vời và có nhiều điểm chung với lại Phương Mỹ Chi vì hai bạn từ giọng hát Việt Nhí. Mặc dù là không có thi chung một mùa nhưng mà tất cả mọi người đều rất là hay theo dõi nhau và cảm thấy cái quá trình mà anh tự sản xuất nhạc cũng như là sáng tác những bài hát trên đó rất là thú vị và em cũng rất nhiều lần comment vào đó.
và may mắn là cũng được rep. Mình cũng có mường tượng ra được cái tài năng của anh, chỉ không biết là hôm nay phần thi nó sẽ như thế nào thôi ạ. Xin cảm ơn Phương Mỹ Chi. Tôi có cảm giác về Mai Chí Công là một người rất là giàu năng lượng, có một cái tinh thần lạc quan. Và nếu mà có một giọng hát tốt như Huyền vừa mô tả thì tôi khá là hy vọng. Bởi vì những cái người mà hát được, mà hát hay ấy, thì chắc chắn người ta không bao giờ chấp nhận một cái bài hát mà có cái giai điệu nó thường thường. Khi bạn còn có cả năng khiếu chơi đàn rồi phối khí, tôi rất là hy vọng vào một cái bài hát có những cái giai điệu đẹp và tinh thần lạc quan của bạn. Kata Trường, nhìn bạn như đang đi nghỉ dưỡng vậy đó. Ngày hôm nay không ai nổi bằng bạn một chiếc áo phao giữa chương trình. Đúng là hôm nay sức nóng của sân khấu mình rất là khủng khiếp. Và hiện tại ngồi ở đây thì mình cũng rất là háo hức để được nghe bài hát của Mai Chí Công. Tụi mình cũng đã biết đến Mai Chí Công rồi. Những cái cách mà bạn ấy hòa âm phối khí lại những cái bài hát của bạn ấy, những cái rhythm bạn ấy chơi, những cái vibe mà bạn ấy mang lại rất là lãng mạn. Rất mong chờ. Bởi vì quý vị ở đây đã biết khá nhiều về Mai Chí Công rồi. Chúc mừng bạn với phần dự thi đầu tiên của đêm nay. Và mọi người đang cực kỳ trông đợi vào teaser mà sẽ hé lộ ở phần thi tiếp theo. Ngay bây giờ Thanh Huyền xin mời các bạn sẽ cùng gặp gỡ với một cô gái rất dễ thương và mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Đó chính là Di Di. Mẹ đừng đánh con nữa. Lại nhanh lên. Lại. Si. Con suốt ngày la cà đàn đúm ăn chơi thôi. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không thì về ăn cơm hả? Con sớm mà mẹ. Sớm là mấy giờ? Bây giờ mới có 12 giờ. Hay ra dẻ quá ha. Con cũng biết là bằng tuổi con, mẹ đã phải chăn trâu, gánh nước, cuốc cỏ. Bằng tuổi con. Ê, đi đâu đấy? Thì con đi gánh nước xong về cho cả nhà mình cùng uống. Đi nuôi lớn từng này rồi nó còn chả treo, chả treo. Lúc nào mẹ cũng quát con thôi. Con chỉ muốn lớn thật nhanh để thoát khỏi căn nhà này, để con được tự do, để chẳng bao giờ bị ba mẹ la mắng nữa. Mẹ chả hiểu con gì cả. Ôi dồi ôi đấy, con với chả cái nuôi nó lớn từng này rồi nó cãi chép chèm chép chèm chép chèm. Ui quá mệt mỏi. Phải làm sao đây ta? Phải làm sao nhỉ? Thôi về đi ngủ. Lúc nào mẹ cũng quát con thôi. Con chỉ muốn lớn thật nhanh để thoát khỏi căn nhà này. Mẹ chả hiểu con gì cả. Không ngờ đến khi lớn lên rồi mình phải suy nghĩ nhiều như thế này. Bạn bè thì chơi xấu, người yêu thì chia tay, còn công việc thì cái gì rồi sụp cũng sẽ qua. Chỉ có deadline là không tha ngày nào. Nhớ nhà quá. Alo, mẹ à? Alo, lại gọi xin tiền cái gì đấy? Không có tiền đâu, đừng gọi nữa, cúp máy nhá. Mẹ, con chưa có hết tiền, nhưng mà con hết năng lượng rồi. Bây giờ con chỉ muốn ước mơ trở về thời còn bé thôi. Ui giời ơi là gì ơi, con dở hơi nó vừa thôi. Mẹ không hiểu được đâu, cuộc sống ở đây áp lực lắm. Con cứ phải nhìn mặt người khác để sống thôi. Con mệt mỏi lắm rồi mẹ ạ. Thôi mẹ hiểu rồi. Đừng cười để vừa lòng người con ơi. Hãy hạnh phúc theo cách riêng của mình. Cùng lắm thì về đây mẹ muối cơm cà cho mà ăn nhá. Dạ vâng, con về với mẹ liền đây. À nhưng mà mẹ ơi, thực ra là con thích cơm cà đấy. Nhưng mà nếu như mà mẹ nấu cơm tôm hùm hay là cua hoàng đế gì, có thể là con cũng không chê đâu. Giờ con về với mẹ liền đây. Yeah, một phần dự thi cực kỳ nhiều màu sắc, rất dễ thương và cũng có cảm xúc ở trong đó đúng không quý vị? Đây là một cô nàng rất hot, có hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Thì Thanh Huyền muốn bạn chia sẻ một chút về câu chuyện mà bạn mang đến đây ngày hôm nay. Đó có phải là cảm giác mà bạn đang trải qua trong cuộc sống hay không? Trước đây em là một người rất là nhút nhát, em là một người rất là sợ đám đông. Và để được là một người tích cực như bây giờ thì em đã trải qua rất là nhiều thứ. Đó cũng là lý do
mà em sáng tác ra bài này. Em nghĩ rằng là những ai mà đã trưởng thành và từng xa quê để đi làm có một suy nghĩ rằng là ước trở về thời còn bé để không cần phải suy nghĩ về cuộc sống, phải lo toan về tiền bạc. Đó cũng là lý do mà ngày hôm nay em đưa bài hát Khi xưa mong sẽ lớn đến chương trình ạ. Mình có theo dõi bạn trên các kênh mạng xã hội và mình thấy bạn có cover bài Si Tình của nhóm D-Tap và mình sẽ rất đón chờ bằng trình diễn của bạn. Thịnh cảm thấy Di Di là một người hết sức là thông minh, tại vì vòng đầu tiên, tức là mình chưa cần hát gì hết, nhưng mà bạn đã sử dụng hết những cái thế mạnh của mình, đó là tiếng nói, đó là cách diễn xuất, mọi thứ đưa lên đây và nó cực kỳ hấp dẫn để một nhà đầu tư có thể quyết định là đầu tư ngay lập tức. Bản thân Thịnh và cũng như là D-Tap rất là thích cái năng lượng tích cực của bạn. Nó phù hợp với lại năng lượng mà âm nhạc của D-Tap mang lại cho tất cả mọi người. Dạ, em xin cảm ơn mọi người ạ. Và thí sinh Đào Dương Công Toại sẽ giới thiệu điều gì về ca khúc của mình? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Với phần giới thiệu này, trước mắt xin mời mọi người nhắm mắt lại và từ những từ ngữ mọi người sắp được nghe, xin mọi người hãy cứ tưởng tượng ra những hình ảnh trong đầu mình, cho dù nó là mơ hồ. Tiếng hát xen lẫn tiếng nấc, em đổi khác nhưng không biến chất. Chắc là em sẽ luyến tiếc lắm cái ngày em tìm về chính mình cho một chuyến viếng thăm. Thăm ai hả em? Thăm một giấc mơ cũ, một giấc mơ em biết mình cố gắng chưa đủ. Đứng trước cơm áo gạo tiền và những lời biểu môi, đời nói với em rằng khi em lớn em sẽ hiểu thôi. Không có gì là mãi mãi, đó là một cái lẽ thường tình. Không có ngoại lệ đâu em, cho dù là những ngọn lửa tưởng chừng bất tử trường sinh. Vậy mà em vẫn cố mong chờ, dẫu biết thế giới vận hành với những biến số không ngờ. Và sự gắn gượng đáng nể đó xứng đáng được viết ở trong thơ. Em à, giấc mơ của em liệu có thành hình hài, hay em sẽ đánh rơi nó trong một hành trình dài? Khát khao sẽ thành hiện thực, hay là sẽ ngủ yên và mãi không tỉnh lại? Hãy lắng nghe câu hỏi đó trong bài hát này và cho tôi nhìn thấy câu trả lời của riêng em. Thực hiện được giấc mơ của mình rất là vui cho họ. Nhưng mà cũng có người kiểu vì những cái gọi là thường thức ở đời mà kiểu họ để cho giấc mơ của mình trôi qua theo năm tháng. Mình liệu có sống được với cái giấc mơ của mình hay không? Mình mang câu hỏi đó vào trong cái bài hát này. Và mong là mọi người khi nghe nó, mọi người cũng sẽ có câu trả lời riêng cho mình. Và Thanh Huyền rất là tò mò là không biết các nhà đầu tư và ban giám khảo cảm nhận như thế nào về phần thể hiện của bạn với một đôi chân trần như thế này. Mình hơi thắc mắc một tí, có phải là Công Toại xuất thân từ một rapper hay không? Chính xác là cái gốc của mình là rapper. Mình vâng đã à. Mình bắt đầu viết từ khoảng tháng 7 2020, khi mà kiểu mình cảm thấy là mình muốn đi xa hơn nữa thì mình đến với chương trình này. Tại vì mình cảm giác là bạn sử dụng rất là nhiều kỹ thuật về rap, trong đó như là kiểu multi ram đa vần. Mình thấy những cái vần ba bạn chơi giống như là thành hình hài với lại hành trình dài. Nếu tất cả những cái lời này đặt vào trong một bài hát, mình nghĩ sẽ rất là hay và sẽ đem lại cái cảm giác rất là tốt. Tuy nhiên rất là khó để đặt giai điệu vào những cái mật độ chữ rất là dày như thế này để cho nó catchy. Hay quá cả ta ơi, hỏi đúng người rồi. Nghe giới thiệu thôi là có thể biết được đôi chút về thể loại âm nhạc và con đường mà bạn này đang theo đuổi đúng không ạ? Đào Dương Công Toại cũng là một ẩn số của chương trình năm nay. Và với những hé lộ như vậy, thí sinh nào sẽ nhận được sự yêu thích của quý vị khán giả? Ngay bây giờ sẽ là thời gian bình chọn, xin được phép bắt đầu. Và thí sinh đi tiếp sẽ có 4 thí sinh: An Huy, Mạnh Cường, Di Di và cuối cùng xin chúc mừng Công Toại. Như vậy thì Chí Công sẽ phải dừng lại ở ngay vòng đầu tiên. Liệu đó sẽ là một sự tiếc nuối cho ban giám khảo, các nhà đầu tư và quý vị khán giả sau khi nghe bạn Full, ca khúc được trình bày bởi Mai Chí Công. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức.
ra sáng tác bài hát cho chủ đề lần này thì mình đã gặp phải một cái tình trạng, đó chính là mình không biết thế nào để mình bắt đầu bài hát luôn. Mình đã mất phải khoảng 3-4 ngày chỉ có ngồi bên cạnh cái piano và hát ngân nga những cái giai điệu mà mình hát xong một câu, mình bảo thôi không được, vứt vào xỏ ra. Cái cảm giác này thực sự nó rất là khó chịu đối với bản thân mình. Mình không thực sự muốn cái cảm giác này cho lắm. Muốn đi cùng anh mới nhìn trên trời mới. Thì cảm giác nó hơi tí xíu, hơi ngay ngay một tí đó. Thế là anh chưa cảm lắm và chưa phải là fan của đoạn đó thôi. Em cũng nghĩ đến cái option đó, nhưng mà khi mà em nghĩ đến cái melody đó thì em lại thấy nó hơi bị rối mòn với những cái bài trước đó. Tự nhiên cái nghe cái đoạn đó, biết cảm giác em là giống như là một gia đình lái xe xong phóng lên trên ở cánh đồng chẳng hạn vậy. Thì đúng, ôi, thì đúng. Nghe nó tạo cho mình một cảm giác, một cái hình ảnh như vậy luôn. Hôm nay thì mình cũng nghe được thêm phản hồi tích cực từ anh Phạm Toàn Thắng. Anh cũng có cho mình một số ý kiến mà anh không thích cũng như là anh thích ở bài này. Thì mình sẽ về và mình hoàn thiện bài hát hơn. Chút mơ màng gửi đến mây xanh trên cao như lời chào. Chút âm nhạc gửi đến nơi đây lấp lánh một vì sao. Vì sao ấy luôn bên tôi rất gần, kề bên vai khi tôi đang rất cần. Là liều thuốc nụ cười làm say đắm lòng người, làm thắp sáng lên những giấc mơ tôi. Muốn đi cùng em đi đến những chân trời mới, muốn mua cùng em ngôi nhà xinh ở bên đồi, muốn xem cùng em hết những cuốn phim em thích, muốn xây cùng em là một mái ấm gia đình. Đời tôi đang phất lên vì em như pháo hoa bừng sáng trong đêm. Đời tôi đang phất lên vì em, rằng có em đời tôi đắm chìm. Trong thời hoàng kim tôi đã không còn vô hình, giữ trong tim bao tâm tình. Tôi sẽ luôn viết nhạc và yêu thương bản thân mình, gánh vác trên vai những giấc mơ, bỏ qua hết đợi chờ, buông lời giữa chừng. Thật may mắn em bên tôi rất gần, kề bên vai khi tôi đang rất cần. Là liều thuốc nụ cười làm say đắm lòng người, làm thắp sáng lên những giấc mơ tôi. Muốn đi cùng em đi đến những chân trời mới, muốn mua cùng em ngôi nhà xinh ở bên đồi, muốn xem cùng em hết những cuốn phim em thích, muốn xây cùng em là một mái ấm gia đình. Đời tôi đang phất lên vì em như pháo hoa bừng sáng trong đêm. Đời tôi đang phất lên vì em, rằng có em đời tôi đắm chìm trong thời hoàng kim. Trong thời hoàng kim. Thưa quý vị, và đó chính là bản full ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi Mai Chí Công. Thanh Huyền thấy thật là đáng tiếc. Em có phục với kết quả này không? Khi mà tham gia chương trình này thì em không có đặt nặng kết quả nhiều cho lắm. Em muốn được học hỏi từ tất cả anh chị thí sinh là nhất này. Thứ hai là các anh chị, các cô, các chú cố vấn trong team âm nhạc. Và với kết quả như thế này thì em chắc là cũng vừa vui vừa cảm xúc hơi lẫn lộn một chút. Nhưng mà thực sự rất là hạnh phúc ạ. Nói vậy chứ chú bé buồn ở trong đó đó. Vậy mà có một người cười rất tươi là Thịnh Kens. Cảm xúc của anh cũng hơi lẫn lộn một xíu. Ngay từ đầu á, trong năm cái tên này thật sự bản thân anh nghĩ á, Mai Chí Công là một cái tên mà tụi anh mong chờ nhất. Em có thể sáng tác nhạc được, hòa âm phối khí được, chơi nhạc cụ được, produce được, trình diễn được. Tụi anh rất là muốn
đồng hành cùng em trên cái con đường âm nhạc. Cảm ơn anh Thịnh rất nhiều ạ. Thực sự là em rất là thích âm nhạc của các anh đi tác. Các anh thực sự là đã truyền cảm hứng cho em rất là nhiều. Thực sự rất là hạnh phúc khi được các anh lắng nghe ca khúc của em trình bày. Em đặt tựa đề là Hoàng Kim. Em có muốn nói một chút về cái này không? Cái lý do mà em chọn tên bài hát này là Hoàng Kim bởi vì là em thích nhất cái câu hát khi mà em viết ở bài này, đó chính là đời tôi đã phất lên vì em. Tại vì anh cứ nghĩ là Hoàng Kim là tên một bạn nữ nào đó đem một cái hình dung có thật vào một bài hát để làm cho cái sức sống nó mãnh liệt hơn. Có cô gái nào tên Hoàng Kim ở đây không ạ? Dạ, thật ra là không có cô gái nào tên là Hoàng Kim hết. Bữa nay em cũng mặc đồ màu vàng nè. Nhìn em như bánh bông lan kim sa trứng muối. Dạ, đúng rồi. Cái này đáng nhẽ là ngân hàng phải nghe lên tiếng chứ. Tại vì bạn có một cái câu là anh phất lên vì em. Phất lên tức là giàu có hơn. Đề nghị ngân hàng lên tiếng. Thật ra là em ngồi em chờ Huyền kêu em. Bài này tên là Hoàng Kim. Mà Hoàng Kim là tên tiếng Việt của thương hiệu tài chính VB Bank. Dòng đầu cũng không kêu. Rồi tới khi hát toàn đưa những chuyên gia đầu ngành. Cho nên ở khía cạnh của thương hiệu thì là chưa lên tiếng. Khi mà nghe và đọc đời thì rất là thích. Đúng như là anh Tuấn nói, đời tôi đắm chìm trong thời Hoàng Kim. Tại vì khi nói về thời Hoàng Kim có nghĩa là thời rất là đẹp của đời người. Và trong đó là chúng ta có sức khỏe, chúng ta có mọi thứ. Tuy nhiên Hoàng Kim đó chị sẽ cần cái tinh thần thương hiệu. Đó là VBank Ram. Em nghĩ là chị nên yên tâm về cái phần đó. Tại vì anh Mai Chí Công ở đây có thể vừa phối khí được. Anh có thể biến một cái bài nó dễ thương nhẹ nhàng thành một bài rất bốc. Nhờ đi tap remix nữa. Dạ đúng rồi, remix nữa là quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình chấm cái nội dung thôi là quá xuất sắc rồi. Còn cái việc mà thay cho nó một cái lớp áo mới là chỉ cần chị đầu tư thôi là được luôn. Chị sẽ không đầu tư vô bài Hoàng Kim mà chị sẽ đầu tư vô Mai Chí Công. Và chị sẽ trông chờ em ở những lần tiếp theo. Chúng ta còn có nhiều điều mong chờ ở người nghệ sĩ đa năng Mai Chí Công. Và Thanh Huyền tin là ở những vòng thi sau thì bạn ấy sẽ còn mang đến chương trình những bài hát còn hay hơn nữa. Và quý vị hãy cùng cổ vũ thật là nhiều cho Mai Chí Công. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi đến với vòng 2 để xem những đoạn teaser rất hot đến từ các bạn thí sinh, xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với một vài phút quảng cáo. Chào mừng các bạn đã đến với vòng tiếp theo của chương trình Bài hát hay nhất 2022 Big Song Big Deal. Ở vòng 2 này thì các bạn thí sinh sẽ tung những đoạn teaser hấp dẫn của bài hát của mình đến với tất cả những quý vị khán giả. Và ở vòng này thì ban giám khảo sẽ là những người đưa ra quyết định xem bạn thí sinh nào sẽ bước tiếp vào vòng trong. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với đoạn teaser từ thí sinh Hà An Huy. Trên cây ngôi nhà em xây để cho mãi sau này. Đêm gọi game yêu thương nỗi đau phút giây chỉ em biết tận cùng. Ghé đến ga tàu đi qua ngàn dòng suối trong lành cùng hàng vạn tia nắng. Huy ơi, đẹp trai con nhà nhạc mà còn hát hay nữa. Sao mà chịu nổi đúng không quý vị? Một tràng pháo tay cho đoạn teaser rất là hay này. Với vòng thi này thì ban giám khảo sẽ là người quyết định. Vì vậy Thanh Huyền rất muốn nghe những lời nhận xét của anh Huy Tuấn ạ. Cái phần âm nhạc vừa rồi nó mang một cái gì đó nó rất là atmosphere, tức là có tính không gian rất lớn ở trong đó. Và giọng hát của Huy thì rất là truyền cảm, anh thấy rất là điêu luyện đấy. Mọi người chắc chắn là sẽ rất muốn nghe tiếp cái phần sau của bài hát là gì đấy. Mình muốn nghe full bài này ạ. Nghe liền có được không ạ? Dạ, hoàn toàn được. Nhưng mà khi một bài hát được nghe full, Thanh Huyền nghĩ lúc đó anh phải tranh giành cơ hội đầu tư với rất nhiều người ở đây. Sao anh Khánh? Ok đó, giơ tay ok em phiên dịch chưa?
Ok là dạ, ý là đầu tư đi ạ. 50 triệu, 100, 200, 300 trở gì. Để em đợi mấy bạn sau ạ. Dạ. Hay là anh cho ta lên tiếng ạ. Em thấy anh giơ tay như thế này là trong nhóm mình cũng đã có những cái sự bàn luận rồi đúng không ạ? Dạ bí mật ạ. Dạ bí mật. Em thấy có khách hàng tiềm năng ngồi đây nè. Chị Huyền hỏi với Chi nè. Là Chi, giống như là Thịnh Ken là phát ngôn viên của Phương Mỹ Chi hay sao á? Thiệt á, tại vì đang, có nghĩa là tụi em cũng đang kiếm những bài hát phù hợp với Phương Mỹ Chi. Cho nên là nãy giờ anh Thịnh cứ dòm ngó giùm. Khi mà em nghe một vài giai điệu, em lại cảm thấy cái màu này nó rất là phù hợp với chị Bùi Lan Hương. Chưa phù hợp với cá tính âm nhạc của em lắm. Quý vị ban giám khảo và các nhà đầu tư ở đây ngày hôm nay có vẻ là hơi khó tính một chút xíu và khá là cẩn trọng trong những quyết định của mình. Vì vậy thì bạn cũng đừng buồn nếu như bài hát của mình chưa chốt được điều nào từ đầu chương trình đến giờ. Mời bạn chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Xin cảm ơn ạ. Cùng chào đón phần dự thi tiếp theo của Nguyễn Mạnh Cường, 14 Casper. Đến với chương trình bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal năm 2022 năm nay, 14 Casper sẽ đem đến chương trình một bài hát có tên Đi Khỏi Thế Gian. Xin phép tất cả mọi người cho mình được gửi gắm sáng tác lại cho một nữ ca sĩ thay mình thể hiện phần teaser. Xin mọi người cùng chào đón nữ ca sĩ Gigi Hương Giang. Rất là thích cái kiểu R&B kiểu này. Khi mà cắt lên những cái giai điệu kiểu này là nó luôn luôn rất là dễ chạm vào trái tim của khán giả. Anh nghĩ là chắc chắn là bài này là một bài hay rồi. Điểm cao từ anh. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhiều hơn khi bạn Nguyễn Mạnh Cường 14 Casper thể hiện đoạn hay nhất trong bài hát của mình. Và Thanh Thanh Huyền xin mời quý vị sẽ cùng đến với đoạn teaser từ cô nàng cá tính năng lượng Gigi. Chúc mừng Gigi với một đoạn teaser cực kỳ hay, rất thú vị. Cái màu này là phải hỏi đi táp liền nè. Cái này cũng sẽ là một cái màu sắc nó hơi khác tụi em một xíu á, chứ nó không hẳn là giống hoàn toàn với đi táp đâu đúng không Gigi? Dạ thực ra thì em rất là thích nhóm đi táp từ rất là lâu rồi. Em cũng rất là mong muốn được nhận một deal từ đi táp ạ. Rồi người ta mở lời như vậy rồi còn gì nữa. Me bé Chi có tiềm năng không? Bé Chi không biết là có ý định lấy hay không. Dạ nếu mà anh thích thì em nhường anh ạ. Ok. Dạ. Trước mắt là 20 triệu. 20 triệu. Cộng với đó là toàn bộ sự sản xuất của D-Tap cho ca khúc này. Gigi nghĩ sao về điều này? 20 triệu không phải là một con số lớn đối với bạn đúng không? Nhưng mà D-Tap sẽ cùng với bạn sản xuất ca khúc này. 20 triệu cộng đi sáp. Vậy là quá hời rồi. Vừa có 20 triệu tiền đầu tư và cộng thêm là nhóm nhạc yêu thích của mình sản xuất cho Gigi nữa thì chắc là Chi không được chốt đơn đâu hả? Giọng Chi khúc này buồn quá Chi ơi. Chi hơi buồn. Tại nãy lỡ lời á, lỡ lời là nhường cho đàn anh. Chưa. Bạn vẫn chưa chốt gì hết. Anh là 20 hả? Ừ. Thì cái bài này hát Tết cũng được á ha. Em ơi em fit với bạn cũng được luôn. Nhưng mà bạn có đồng ý không ạ? Rất là sẵn lòng để fit với Phương Minh Chi ạ. Wow. Dạ vậy thì em nghĩ là cái bài này em cũng khá là thích ạ.
Cho nên là em có thể là đầu tư 40 triệu à? 40 triệu? Wow. Gấp đôi anh rồi đó anh Thịnh. 40 triệu là cho bạn xong rồi, tụi anh làm là phải thêm cho tụi anh đúng không? À, em quên tên cái khúc này nè. Nhưng mà mình cứ để 40 triệu ở đó đi. Chi nghĩ là có thể là Chi và Dtap cũng đầu tư cũng được mà đúng không ạ? Dtap đầu tư cái phần produce. Hiện giờ là với Chi đang 40. Dạ, yeah, đang là 40 và cộng tụi với... Tụi em là 20 cộng với Dtap. Nhưng mà chốt Dtap là vẫn có Phương Mỹ Chi được đó. Mà chốt Phương Mỹ Chi cũng có Dtap luôn. Thế rồi em là cung Thiên Bình nhá mọi người. Và Thiên Bình có một cái đặc tính là rất là phân vân. Và với cái sự lựa chọn hời như thế này thì em lại càng phân vân nữa rồi. Thế thì em chọn Dtap và Phương Mỹ Chi. Một quyết định lớn trong cuộc đời. Gì, xin mời bạn. Em rất là cảm ơn hai deal tới từ Phương Mỹ Chi và Dtap. Nhưng mà chắc là em sẽ lựa chọn theo con tim. Em muốn thể hiện ca khúc này nhiều hơn nữa. Deal vẫn chưa được chốt ở đây ạ. Em tưởng là lựa chọn theo con tim là chọn Dtap. À là chưa chọn hả? Chưa chọn ai hết? Chưa, ok. 20 triệu cộng hay 40 triệu cộng vẫn chưa? Rồi ôi, đừng có tưởng bở vội. Dạ, thưa quý vị, đó chính là những sự thú vị trên chương trình Bài Hát Hay Nhất 2022 Big Song Big Deal. Chưa hẳn là các nhà sĩ đi thuyết phục các nhà đầu tư, mà đôi khi các nhà đầu tư chính là những người phải thuyết phục ngược lại các nhạc sĩ trẻ ở trong chương trình. Một tràng pháo tay cho Gigi. Và chúng ta sẽ cùng nghe nhiều hơn ca khúc này ở vòng thi tiếp theo. Chúc mừng bạn. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chúng ta đang có một đoạn teaser rất hay, rất hấp dẫn đến từ Đào Dương Công Toại. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Là khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống bao nhiêu người hò hát nhạc em viết hàng đêm, đến lúc này mà nhiều người đâu có quên. Với những giai điệu gợi mở trong teaser vừa rồi thì Thanh Huyền không biết là quý nhà đầu tư ở đây mọi người cảm nhận như thế nào? Nếu mà so sánh với ba bạn trước cho mình nghe một đoạn điệp khúc, ở cái chỗ đó là em đã bị kém hơn rồi. Cái đoạn verse của em nó phải kinh khủng để mà thuyết phục, nhưng mà nó chỉ cái giọng ca của em với lại một guitar luôn. Anh hơi lo lắng. Thì em quan điểm hơi khác anh Dương Khánh Linh một tí. Em nghĩ là vốn từ đầu bạn Công Toại đã là người mạnh về lyrics, mạnh về lời ca. Cho nên em nghĩ là cái cách mà bạn chọn cái đoạn teaser này giống như là mở đầu một câu chuyện á, mà bạn ấy muốn dắt mình vào cái không gian đó, dắt vào cái thế giới đó. Anh có cảm giác là cái đoạn sau bạn có khi là bắn rap. Thì một rapper mà chưa có đoạn rap thì có nghĩa là cái phần chính nhất vẫn chưa xuất hiện. Cho phép em nói luôn một chút xíu về cái bài này. Đây không phải là một món fast food, nó cũng không phải là cái thứ gì đó quá cao sang. Nhưng mà em nghĩ cái gọi là thưởng thức nó một cách phù hợp nhất là chúng ta sẽ bóc tách từng lớp ra. Đúng ẩn số chưa? Đúng là teaser đúng không quý vị? Và teaser để lại rất là nhiều sự tò mò với quý vị khán giả. Xin được chúc mừng bạn. Kết quả vòng thi này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo đưa ra quyết định của mình. Và thí sinh sẽ dừng lại ở vòng thi này, đó chính là Công Toại. Và đây là cơ hội để Công Toại thể hiện bản hoàn chỉnh của bài hát mà mình đã sáng tác. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. Mình dựng ra một cái bài quá khó, quá kén người nghe. Âm nhạc phức tạp quá, không ai nghe thì sao ấy. Như vậy thì nó là đang đi ngược lại với cái quan điểm làm nhạc ngay từ đầu. Mình làm nhạc để phục hồi con người, không ai nghe phục hồi ai. Cho nên là trong đầu hiện tại có nhiều cái mâu thuẫn lắm. Có nên sửa hay không? Không sửa rồi sao? Có tự tin hát với một cái bài như vậy hay không? Nhưng mà có rất là nhiều cái câu hỏi mình cần phải giải đáp ngay bây giờ. Nhưng mà chắc là sẽ tốn hơi khá thời gian.
Vậy em nghĩ như thế nào khi mà người ta không đón nhận bài của em và em làm bài hát chỉ có một mình em nghe thôi? Sẽ không có một mình nghe. 5 người, 10 người, hay 15, 20 người. Nó dễ nghe thì nó có bị đại trà không ta? Dễ nghe khác với đại trà nha. Anh cảm thấy nó khó bắt tai cho người nghe. Và cái người hát cũng vậy. Phải đòi hỏi một cái người hát thật là hay và thật là chuyên môn thì mới đảm đương được cái ca khúc của em. Cộng thêm cái melody nó trúc trắc như vậy thì anh nghĩ là đối với những người mà người ta không có chuyên môn thì người ta sẽ không có đủ kiên nhẫn để nghe hết bài hát của em. Vẽ lên tờ giấy ước mơ của em sau này. Mỗi khi nhìn lại có đôi lúc em cau mày. Sao vậy em? Sao lại đem vứt vào trong xó, nói rằng em không có trong mong gì. Thoáng đây đã mấy năm giấc mơ không về. Một tiếng ca sống trong mảnh áo sơ mi chỉnh tề. Ôi giời ơi, nói rằng thôi có gì đâu mà buồn em ơi. Em cũng đâu vươn lên được đâu. Mẹ cha ngóng trông kêu em đi lấy chồng. Và tôi muốn hỏi kẻ lông bông một câu, là em sẽ để giấc mơ chết trước khi mặt trời lên, hay em sẽ tin em kiên trì mà đợi chờ thêm. Dù cho mỗi bước đi niềm vui bị tước đi, trái tim em có thêm những vết bầm. Thời gian sống lên, khát khao nào bị lãng quên trước khi được đặt tên. Tôi biết em vẫn nhớ lúc môi em cười, là khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống bao nhiêu người. Họ hát nhạc em viết hàng đêm, đến lúc này mà nhiều người đâu có quên. Tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền xăng cứ tăng quá trời. Và liệu em có cho tôi câu trả lời, là em sẽ để giấc mơ chết trước khi mặt trời lên, hay em sẽ tin em kiên trì mà đợi chờ thêm. Dù cho mỗi bước đi niềm vui bị tước đi, trái tim em có thêm những vết bầm. Thời gian sống lên, khát khao nào bị lãng quên trước khi được đặt tên. Nhìn mình trong gương em nhớ đôi mắt ngây thơ thuở thiếu thời. Em nuối tiếc không? Có nuối tiếc không? Vậy em sẽ để giấc mơ chết trước khi mặt trời lên, hay em sẽ tin em kiên trì và đợi chờ thêm. Dù cho mọi bước đi niềm vui bị tước đi, trái tim em có thêm những vết bầm. Thời gian sống lên, thấy rõ xa nhưng nước mắt không giọt nào rơi. Ai ném giấc mơ bay tận xa xa tiếc mù khơi. Mộng mơ đào hoa già tàn như một đóa hoa khó. Trước khi được đặt tên, khát khao nào em cất đi, ừ thì đâu mơ gì. Đôi khi mình hé lộ nhiều quá thì sợ là quý vị khán giả sẽ chán. Nhưng mình tách lớp, mình bóc tách từ từ thì có thể là mọi người lại không hiểu được dụng ý của mình, những gì mình muốn truyền tải, đúng không ạ? Bạn Công Toại có một bạch với Thanh Thanh Huyền trước khi đến với vòng thi này là mong muốn nghe những chia sẻ đến từ Phương Mỹ Chi. Khi em nghe ca khúc này thì sau khi nghe em không động lại được. Và em cảm thấy cái nội dung của anh đó rất là khó để ghép vô một cái melody hay. Câu bài hát nào cũng dài hết và rất rất khó
để có thể mà nhớ được và hát theo. Thánh Huyền tin là sau đêm thi ngày hôm nay thì bạn cũng có thêm cho mình những kinh nghiệm để chắc lọc hơn về mặt ngôn từ và có thể là đơn giản hóa một chút bài hát của mình để chạm đến số đông khán giả nhiều hơn. Một lần nữa xin được chúc mừng Công Toại. Mọi người đã được nghe bạn full ca khúc này và bạn đã thể hiện và chay hết mình trên sân khấu rồi. Chúc mừng Công Toại một lần nữa. Cảm ơn mọi người. Để lắng nghe những đoạn hay nhất trong các bài hát mà các bạn thí sinh mang đến chương trình, xin mời quý vị khán giả sẽ cùng xem một đoạn quảng cáo trước khi bước vào vòng 3. Chào mừng quý vị đến với vòng 3 của bài hát hay nhất 2022 Big Song Big Deal. Thưa quý vị, đây sẽ là một vòng thi cực kỳ kịch tính bởi vì các bạn thí sinh sẽ phải bảo vệ quyết liệt cho tác phẩm của mình. Và đồng thời những bạn thí sinh còn lại cũng sẽ đưa ra những nhận xét của các bạn ấy về tác phẩm mà đối thủ mang đến vòng thi này. Và ngay bây giờ hãy cùng chào đón sự quay trở lại sân khấu của thí sinh Hà An Huy. Và ngay bây giờ sẽ là thời gian để Nguyễn Mạnh Cường và Lê Thị Thanh Thanh Di đưa ra những nhận xét của mình. Xin mời hai bạn. Cá nhân mình và Hà An Huy đều là những thí sinh từ Hà Nội, thì nên là chúng mình cũng ở trong nhà chung thì cũng đã có trao đổi với nhau. Và phải nói thật rằng mình rất yêu bài hát của Hà An Huy. Đây là một bài hát vô cùng hay. Tuy nhiên, xét về tính thương mại, đây là một bài hát mang nặng tính cá nhân. Liệu bài hát có chốt được một cái deal mà đúng với mức giá của Hà An Huy có mong muốn hay không? Mình hơi phân vân về mặt tính thương mại của bài hát này. Còn tất cả những thứ khác đều là một bài hát tuyệt vời. Hà Huy có đồng ý với quan điểm của Cường hay không? Đồng tình. Bởi vì là thực sự đây là một ca khúc mà em viết về một người bạn đã mất. Ngay từ đầu khi mà em bắt đầu viết ca khúc này thì mục đích của em viết chỉ là viết tặng người bạn đó thôi. Nhưng mà nên bạn không quan trọng về tính thương mại mà tác phẩm này có thể giành được. Vâng ạ, có thể nói như vậy. Còn Lê Thị Thanh Thanh, Gigi. Gigi rất là ấn tượng với giọng hát của An Huy. Một giọng hát rất là hay và lôi cuốn người nghe. Còn về bài hát thì Gigi cũng có một cái suy nghĩ rất là giống Fortune Cover. Nó thiếu tính thương mại. Dù sao thì An Huy cũng sẽ là một đối thủ rất là nặng ký đối với Gigi. Đây là một bài hát có rất nhiều ý nghĩa. Và Thanh Huy nghĩ là một bài hát như vậy có thể chạm đến cảm xúc của nhiều người thì cũng là một bài hát có thể mang lại tính thương mại cao chứ, đúng không ạ? Bài hát đó như thế nào? Đây là một đoạn hay nhất. Xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe. Một, hai, ba bức tranh. Vì em đã thương ai kề bên mà em lỡ cho một đời dành cho thiên sứ riêng mình. Ta yêu người. Một, hai, ba bước chân chìm vào giấc say mê. Người thương tình ta ngỡ là hư vô, em là nỗi nhớ để ngày mai khi nắng lên tan vỡ. Một chàng trai rất là điển trai và một ca khúc như thế này, Thanh Huyền nghĩ là có thể chạm đến nhiều trái tim của quý vị khán giả. Và ở vòng thi này thì quyền quyết định lại phụ thuộc vào 100 bạn khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin mời ban giám khảo có thể đưa ra những nhận xét, những gì mà quý vị chia sẻ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của các bạn khán giả. Xin mời nhạc sĩ Huy Tuấn. Đồng ý là nó có thể không phải là một cái bài hát mang tính thương mại cao, nhưng nó là một cái bài hát dễ gây nghiện nếu bạn đã chìm đắm vào trong đó. Sự mường tượng của bạn rất là phong phú về hình thức âm nhạc cũng như là cái ngôn ngữ âm nhạc. Và đây cảm giác như là một Bùi Lan Hương phiên bản nam vậy. Em thì em thấy nó hợp với lại một cái OST của một bộ phim. Huy cũng không cần phải cố gắng chốt được một cái deal nào đó ở đây, tại vì bạn hát rất hay. Bạn như là một người nghệ sĩ chìm đắm trong đúng cái không gian âm nhạc của bạn. Và thật sự là bạn sống với nó, và đôi khi những người nghệ sĩ họ phải đi tìm kiếm rất là nhiều năm để có được một cái không gian âm nhạc riêng cho bản thân mình. Con đường định hướng rất là riêng. Chứ sao đi nữa thì xin được chúc mừng Hà An Huy với đoạn hát vừa rồi. Xin mời thí sinh Nguyễn Mạnh Cường, 14 Casper cùng quay trở lại sân khấu để đến với vòng thi tiếp theo.
Lúc nãy thì Cường đã đưa ra những nhận xét rất thẳng thắn đối với người bạn cùng nhà chung của mình là Hà An Huy. Và bây giờ sẽ là thời gian để Huy thể hiện quan điểm đối với sáng tác của Nguyễn Mạnh Cường. Xin mời. Thì mọi người đã thấy vừa nãy anh Cường có chia sẻ rằng là hai anh em có nói chuyện với nhau. Thì đối với cá nhân em thì em đây là một ca khúc mà em cảm nhận được tình cảm và tâm tư mà anh muốn gửi gắm. Em không có một từ ngữ là có thể miêu tả được là anh ấy là một người rất tuyệt vời, một người anh tuyệt vời và một người nhạc sĩ rất giỏi. Không có gì để tranh biện ở đây. Còn Thanh Thanh, Di Di? Thật ra thì cái dòng nhạc mà Di Di và Casper theo đuổi thì nó khá là khác nhau. Nhưng mà có một điều Di hơi thắc mắc là Casper có cảm thấy rằng là ca khúc này khá là khó hát không? Phải chia sẻ thẳng thắn rằng là có. Mình có nghĩ đây là một bài hát khó. Và sẽ luôn phải có một ai đó đứng ra làm một điều gì đó mới mẻ. Sống bứt phá, thưa quý vị. Và đây là đoạn hay nhất mà Nguyễn Mạnh Cường Fortin Casper sẽ mang đến quý vị ngay bây giờ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Có ai đi gọi thế gian này mới thấy người đời nhắc tên. Nỗi cô đơn rằng sẽ qua ngày và giờ ai cũng kề bên. Dương Khắc Linh ưu tư khi mà nghe bài hát này. Đó có thực sự là một bài hát khó, hát khó nghe, khó cảm hay không ạ? Bây giờ nghe được cái đoạn verse á, đoạn lời một á thì nó khó thiệt. Cho nên vẫn rất là tò mò để nghe hết bài để coi thử cái độ phức tạp của nó nó như thế nào. Đây là lý do vì sao lại có cái sự thay đổi đột ngột từ một thứ pop ballad dễ nghe đúng không? Khác hẳn với cái gì mà em gửi gắm vào trong bài hát hay nhất ngày hôm nay. Tên chương trình là bài hát hay nhất thì em cũng muốn phải là một Casper độc đáo nhất. Em không muốn đóng mình ở trong bất kỳ một thể loại nhạc nào cả. Và thể loại nhạc suy cho cùng chỉ là một phương tiện để truyền tải được câu chuyện của mình. Và nói một cách khác ở khía cạnh thương mại, đấy là xu hướng âm nhạc của thế giới hiện nay, đấy là không còn thể loại nữa. Khi mà mình làm rất là nhiều thể loại, mình chứng tỏ được mình rằng là mình đa năng. Cái đó rất tốt, nhưng cái đó đi kèm với mạo hiểm, chưa đào sâu vào từng cái thể loại. Giống như cái bài vừa rồi đối với anh, nó chưa được mạch lạc, có nghĩa em chưa chọn được những gì nó đắt giá nhất ở trong cái phần giai điệu của mình. Thì đó là một cái gây khó cho người nghe. Xin được cảm ơn Nguyễn Mạnh Cường, Fortin Casper và Thanh Huyền. Xin được chúc bạn sẽ có thật nhiều may mắn để đến với vòng thi cuối cùng của ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn ngay bây giờ hãy cùng đến với phần dự thi của thí sinh Lê Thị Thanh Thanh, Di Di. Và Thanh Huyền xin mời hai chàng trai hãy lựa lời để thể hiện quan điểm của mình với cô gái rất dễ thương này, Di Di ạ. Nói về mặt thương mại thì các nhà đầu tư sẽ cảm thấy là phù hợp. Nhưng mà để mà nói về mặt chuyên môn đối với em thì em cảm thấy chưa tới. Mà phải nói gì đây chứ? Anh Huy chỉ mới nghe được một khúc nhỏ trong bài hát của Di Di thôi. Di tin rằng là khi mà An Huy đã nghe toàn bộ các khúc của Di Di thì chắc chắn là An Huy sẽ thay đổi cái suy nghĩ đó. Nguyễn Mạnh Cường, Fortin Casper, bạn có đồng ý với quan điểm của Hà An Huy hay không? Như mọi người cũng đã biết rằng là bạn Di Di của chúng ta là một hot TikToker và một hot YouTuber. Mình xin lỗi nhưng mà mình chắc là mình sẽ phải nói điều này, đấy là đối với bản thân mình thì có lẽ để có thể bước ra được từ cái tên là một hot YouTube chuyên làm nhạc chế sang một vị trí gọi là một người viết nhạc sẽ là một cuộc chơi hoàn toàn khác. Đó, mình chỉ muốn gọi là cảnh báo vui đối với bạn Di Di như thế thôi ạ. Có vẻ như cảnh báo này không vui lắm nha Casper nha. Di rất là vui và rất là vinh hạnh khi được tất cả các khán giả ủng hộ. Người ta thường bảo Di là làm sao có thể thoát được khỏi cái bóng YouTuber. Nhưng mà Di tin chắc rằng với cá tính của mình thì thời gian sẽ chứng minh cho tất cả.
Hãy cùng đến với một đoạn hay nhất trong bài hát mà Gigi mang đến chương trình Big Song Big Deal. Đã quên bên bao rồi, người người biết rồi chắc từ khi nào vừa. Tim em đâu phải tôi nhồi bông. Lời của mẹ tưởng rằng khó nghe tới khi ra đời. Là quý vị khán giả đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà bạn Gigi mang đến trong chương trình này. Bởi vì ngay bây giờ quý vị sẽ là người đưa ra những sự lựa chọn quyết định. Tuy nhiên, trước tiên, chúng tôi cũng rất mong muốn được lắng nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Bởi vì đã có những ý kiến xung quanh cho rằng tính thương mại từ sáng tác của Gigi rất cao, nhưng tính chuyên môn thì lại chưa sánh kịp. Điều này có đúng hay không? Một bài hát thành công á, không phải là mình phải chạy theo một cái tính thương mại, hoặc là mình phải rất là nghệ thuật. Nó sẽ nằm ở câu chuyện là mình tìm được điểm cân bằng ở giữa. Thì tôi nghĩ là cái deal của mình sẽ có giá trị với Gigi. Tụi mình nghĩ là tụi mình biết đâu là một cái điểm cân bằng. Ditap có thể làm điều này cho Gigi. Bạn vẫn còn ở đây, deal 20 triệu cộng Ditap và 40 triệu từ phía Phương Mỹ Chi. Dạ vâng ạ. Nãy thì em đã lựa chọn theo con tim. Bây giờ thì em xin phép được lựa chọn theo. Chọn theo Ditap thì là chúc mừng Ditap. Một sản phẩm được sáng tác bởi Gigi, được đầu tư và phát triển bởi Ditap Thanh Niềm Tin đó có thể trở thành một bản hit trong tương lai. Xin được chúc mừng Gigi. Em xin cảm ơn Ditap và em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, bạn thí sinh nào sẽ đi tiếp vào vòng trong để chúng ta có thể được lắng nghe bản full hoàn chỉnh của bài hát đó? Ngay bây giờ sẽ là thời gian để quý vị khán giả lựa chọn. Nguyễn Văn Cường, 14 Casper và Lê Thị Thanh Thanh Gigi. Thanh Huy sẽ được chia buồn với Nguyễn Văn Cường, 14 Casper. Mời bạn quay trở lại sân khấu ngày hôm nay để cùng thể hiện bài hát hoàn chỉnh của mình. Bài hát này thì cũng là một trong những thời điểm mà gọi là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Bản demo đầu tiên của mình tạo ra là một bản phối được dựa trên phong cách hip hop, một chút chất liệu từ Epic Music. Tuy nhiên rằng là đến một năm sau, có một người thân trong gia đình mình thì nhỡ không biết sử dụng máy tính, thành ra là máy bị hack, theo toàn bộ những dữ liệu ở trong máy bị mất sạch. Sau đó mình quyết định là ngồi xuống và mình sẽ thực hiện lại bản phối này dựa trên chất liệu dân gian đương đại và thêm một chút là nhạc epic nào nữa. Anh không thể hiểu được hết tất cả các cái nội dung mà ca sĩ hát, bởi vì anh mới nghe có một lần, làm sao anh hiểu hết được? Em muốn làm thứ âm nhạc mà có thể nghe một lần người ta chưa hiểu, nhưng mà có thể là khán giả sẽ nghe thêm 2, thêm 3 lần, thêm 4 lần nữa. Phần giai điệu nó phải ấn tượng để người ta cảm giác là bài này hay quá, nhưng mà tôi chưa nghe được cái nội dung, tôi phải nghe lại lần thứ 2. Bài này có một cái melody tôi cảm thấy nó ám ảnh, tôi cảm thấy nó đúng với cảm xúc của tôi, thì anh không thấy điều đó thì làm sao mà bắt người ta nghe lại lần thứ 2. Em sẽ cân nhắc lại về việc là có thể là chúng ta sẽ bỏ đoạn này đi. Có ai đi khỏi thế gian này, có ai rời bỏ giấc mơ, có ai đi khỏi thế gian này để được yêu thương nhiều hơn. Có cơn đau nào giống nhau nào, có trăm ngả đường lối đi, có ai nức nghẹn tiếng thét gào,
sợ chia đôi biệt ly. Nỗi đau vất vả ăn quất máu. Xót thương sẽ mang theo vẫn vương. Vậy là vì ai mà cố sống mỗi ngày hận cười trong đớn đau cứ như vậy. Là vì điều gì làm cho sẽ qua ngày và giờ ai cũng kề bên. Nỗi đau với số tan mất bao. Số thương sẽ mang theo vẫn vẫn. Vì là vì ai mà có sông cạn hết những u sầu thì chẳng ai phải buông những mơ mộng. Rộng vòng tay ôm và che chở em, lắng nghe tiếng em gọi, lòng người sẽ thấy không còn thêm vỡ tan, chứa tràn bình an một thời. Cảm ơn chị Trinh Hương Giang với phần hỗ trợ thực hiện bản full ca khúc đến từ Nguyễn Mạnh Cường 14 Casper. Mình đã dành rất nhiều tâm huyết cho tác phẩm của mình và một ngày nhìn thấy bài hát đó được biểu diễn trên một sân khấu lớn giống như là bài hát hay nhất. Thanh Huyền xin chúc mừng bạn với niềm hạnh phúc này. Có thể cái tôi âm nhạc của bạn hiện giờ nó là cái thể loại âm nhạc này, nhưng nếu bạn đi sâu vào nó, hành trình của bạn chắc chắn nó sẽ khác, cái cách viết của bạn cũng sẽ khác. Em cảm thấy rất là đã với cái cảm giác là một bài hát của mình một ngày nào đấy sẽ được thể hiện ở một nơi to lớn như thế này. Em cảm thấy rất là thỏa mãn với cái tôi âm nhạc của mình. Và cảm ơn bạn đã đến với chương trình Bài Hát Hay Nhất. Chúng ta sẽ cùng gặp lại Nguyễn Mạnh Cường 14 Casper ở những đêm thi tiếp theo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, chỉ còn lại hai thí sinh cuối cùng trong đêm thi ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với giây phút quảng cáo. Xin chào mừng tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với sân khấu của Bài Hát Hay Nhất 2022, Big Song, Big Deal.
Ở vòng thi cuối cùng này thì các bạn thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện bản full với sáng tác của mình. Nhưng trước tiên thì Thanh Huyền rất tò mò về những dự đoán của các nhà đầu tư ngày hôm nay. Mỗi nhà đầu tư chắc hẳn là đều có những nhận định cho riêng mình phải không ạ? Tuy là khá kỳ vọng vào bạn Gigi nhưng mà lại rất là có cảm giác là bài hát của anh Huy lại là một bài hát rất là bùng nổ. Còn giám khảo Thịnh Ken thì sao ạ? Bản thân Thịnh cảm thấy rất là khó đoán và hiện giờ đang không biết như thế nào. Nhưng mà chắc là nếu mà theo cái đầu tư của mình đó thì chắc theo Di. Chắc là theo Di. Đây là một sự hy vọng rất là lớn vào cô gái Di của chúng ta. Và ngay bây giờ hãy cùng nghe bài hát đến từ thí sinh Hà An Huy. Đây là một ca khúc mà có một sự bứt phá của mình trong đó. Violon và viola, đấy là những cái nhạc cụ rất khó để mà dùng. Nếu như mà muốn sử dụng nó thì phải có một cái gọi là độ nhạy, một cái tai rất tốt và chuyên môn cao. Ca khúc của em là viết cho một người bạn đã khuất hay là một câu chuyện gì đó ngay lần đầu tiên người ta nghe thì nó phải catchy. Đó là cái gì mà mình đem đến cho khán giả thì em nghĩ bài này ai sẽ mua của em. Bài hát này không hợp với anh, không hợp tai với anh. Nhưng mà đây đối với em thì là một ca khúc thực sự xuất sắc về phần gọi là hòa thành. Có thể là mình không cùng tần sóng, mình không hợp nhau. Thế nên là anh cảm thấy như vậy. Anh cũng chúc em là tìm được nhiều người cùng tần sóng với em. Nhưng mà anh thì anh không cùng tần sóng với em ở ca khúc này rồi đó. Em tin rằng là sẽ có một trong số những nhạc sĩ có mặt tại đấy sẽ cùng cảm nhận với em. Em tin điều đấy sẽ xảy ra, chắc chắn như vậy. Khi mình làm xong mình nhìn lại tổng thể mình thấy là wow, mình đã làm được thế này. Ca khúc mà nó có đầy đủ những ý nghĩa và những cái mạch cảm xúc trước đến giờ mình đã rất muốn làm. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ mới được. Sẽ mãi vang lên lời ca về rừng hương dương ngập tràn. Em Hà Nội đúng không? Yeah. Capper cũng Hà Nội. Em Hà Nội. Em ở đâu? Em Quang Ngãi. Anh ở đâu? Thế còn anh? Anh Hải Phòng. Hơi thắc mắc không biết là những thí sinh ở trong thành phố Hồ Chí Minh như thế nào. Cái này thì thực ra em cũng có một vài người bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mọi người cũng biết đấy là trong thành phố Hồ Chí Minh thì cái hoạt động nghệ thuật đấy nó rất là năng nổ. Thì em cũng biết rằng là đối với cuộc thi này thì rất nhiều bạn đi thi. Đúng rồi. Thì em nghĩ rằng là có rất nhiều những đối thủ gọi là tài năng trong này. Thế nên là mình cần phải chuẩn bị cực kỳ là chu đáo đấy. Ồ nhưng mà bây giờ mình đang tiện nói về cái chuyện thắc mắc ấy. Em có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ như này. Đấy là bữa nay ai trả tiền bây giờ? Anh đi. Thôi để được em rồi. Được rồi. Ôi, thôi. Em đang có một cái app rất là tiện lợi, VP Bank New. Mọi người tải chưa? Mọi người có app này chưa? Chưa có. Ơ, mọi người mở máy ra tải ngay cho em. Em gửi mã giới thiệu thì em sẽ được nhận 50.000. Hợp lý đó. Đây đúng không? Đúng rồi. Có rất nhiều số đẹp, mọi người có thể tùy chọn. Anh sẽ là người giới thiệu cho em. Thế xong mà mỗi người là sẽ được 50.000 đúng không? Thế bữa cà phê hôm nay là không ai phải trả đúng không? Được. Đây này. Vừa mới giới thiệu mọi người xong em được nhận 50.000 rồi đây. Mọi người đăng ký xong hết chưa? Rồi, anh xong rồi. Ok, bây giờ anh em làm bài hát. Tôi nằm mơ một bài. Đừng xa. Xin lỗi tôi đến về nơi có anh Hoàng Kim. Vào lòng.
đêm trong lan khói sương mờ, ngàn vì sao chiều sáng tâm hồn thực tại, ta ngước lên thấy em mỉm cười nhìn giọt sương rơi trước hiên, cầm trên tay nhánh hoa cài lên với áo em rồi ngập tràn bông hoa tuyết rơi. Anh cực kỳ mê bài này luôn. Cực kỳ mê bài này luôn. Tại vì là anh rất là thích nghe nhạc nước ngoài, Frank Ocean, Troy Evans, The Weeknd. Cái thể loại nhạc đó nó kiểu nó mơ mộng như vậy nè. Hồi nào anh không có nghĩ là ở Việt Nam sẽ có một nghệ sĩ mà làm được cái nhạc giống vậy mà bằng tiếng Việt. Tại vì nó rất là khó, tiếng Việt mình nó phức tạp, nhưng mà em làm được và anh rất là khâm phục, cho nên là anh sẽ đầu tư cho em 20 triệu. Nhưng mà em thể hiện bài này cũng như một cái đóng góp nhỏ nhỏ để mà em tiếp tục với con đường âm nhạc này và để em sáng tác nhiều bài như vậy nữa để anh có nhạc để anh nghe. Em xin cảm ơn anh ạ. Tôi đầu tư 40 triệu. Không nói nhiều, 40 triệu từ anh Huy Tuấn. Bên này 40 triệu thì anh Linh, anh thực sự thích ca khúc này như vậy. Em nghĩ anh nên cộng thêm 20 là anh 60 luôn. Như là anh Tuấn chắc là cũng giống như là em thôi đúng không? Là khuyến khích để mà em tiếp tục. Và anh vẫn gửi cái 20, anh Huy Tuấn vẫn gửi cái 40 để em có 60. Hai người cùng đầu tư, Huy nghĩ sao ạ? Em rất thích. Em thực sự là từ đầu em đã tính vòng một là ca khúc này chỉ muốn đưa lên một sân khấu lớn thế này, đưa ca khúc của mình đến với mọi người nhiều hơn nữa. Khi mà em nghe được những con số như vậy thì nó ngoài tầm dự đoán của em luôn. Em xin cảm ơn. Cũng lộ rượu dòng đến từ Hà An Huy, chúc mừng bạn. Tuy nhiên, ca khúc của bạn có trở thành bài hát hay nhất trong tập ghi hình này hay không? Hãy cùng lắng nghe ca khúc đến từ Thanh Thanh, Di Di. Thực ra thì bản thân của mình khi mà mình làm việc thì mình rất là nghiêm túc và mình sẽ không để bất cứ một thứ nào xung quanh tác động đến mình. Nghĩa là mình sẽ ở trong một căn phòng của mình, căn phòng làm việc của mình và kéo hết rèm thật là tối, căn phòng thật là tối, đóng hết cửa và không cho ai tiếp xúc đến mình cả. Mình không muốn rằng là khi mà mình đang làm việc và mình lại chạy đi đâu đó hoặc là mình làm cái gì đó thì nó sẽ ngắt đi cái nguồn cảm xúc của mình.
Nghe thì để vui tai cũng được, nhưng mà... Em có nghe lại lần hai không? Chắc là không. Dạ. Cái vấn đề là nằm ở chỗ đấy. Dạ. Bài hát phải làm sao cho người ta cảm thấy nghe xong người ta muốn nghe lại. Chứ còn nghe xong người ta... Next nó luôn thì là mình thất bại rồi. Khi mà ban cố vấn nhận xét như vậy thì mình thật sự là mình cũng hơi muốn, tại vì dù gì cũng là công sức của mình bỏ ra mà. Khi mà một người nhận xét rằng là nó không có hay, có thể là sai, nhưng mà đối với mình thì hai người nhận xét trở lên mà cảm thấy bài mình không hay thì rõ ràng là nó không hay rồi. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ thay đổi. Nhớ khi xưa nhìn gương rồi tự ti, nhớ khi xưa giờ anh nhìn người khác đi. Chẳng giàu có cứ vụng về, cứ sợ người đời chê chê chê. Muốn buông bỏ đi, em chọn sống riêng mình em chính em, không bận tâm vì mỗi người một cách sống. Chớ có đành đầu, hạnh phúc ở trong tầm tay, đừng đem bán được cho ai vay. Bao quyết đến bao rồi, người người nhất rồi chắc từ khi nào vừa. Tim em đâu phải tôi nhồi bông. Lời của mẹ tưởng rằng khó nghe tới khi ra đời mới vỡ lẽ. Đừng cười để vừa lòng người con ơi, hãy đi sống theo cánh riêng. Đừng cười để hài lòng một ai kia, hãy luôn là con là con. Khi xưa mong sẽ lớn lần rồi ta ước mơ sẽ bé lại, ngây ngô như đứa trẻ con. Hôm nay ta khôn lớn và hạnh phúc theo cách riêng ta. Đừng so sánh ganh đua vì bạn là đặc biệt nhất. Được rùa tan đi mất hoang kim của thanh xuân đời mình. La la la. Đâu phải là xa bạc đâu mà sao khắc nghiệt ta. Khắc nghiệt quá. Cầm trên garage sâu đa ngoài kia chẳng bằng một dĩa cầm cà pháo đậm đà ba văn chưa ta nhà. Mẹ thương cha yêu vô điều kiện, ngoài kia có điều kiện mới yêu con. Hạt mầm thì con non cần quan tâm và chăm bón, còn con chỉ cần được yên bình ngây thơ ngu ngơ. Đừng cười để vừa lòng người con. Sống theo cánh riêng, đừng cười để hài lòng một ai kia, hãy luôn là con là con. Khi xưa mong sẽ lớn lần rồi ta ước mơ sẽ bé lại, ngây ngô như đứa trẻ con. Hôm nay ta khôn lớn và hạnh phúc theo cách riêng ta chọn, mặc kệ cuộc đời cứ bay theo tự do. Cho tôi nghe một tràng vỗ tay được không ạ? Ở đây có ai muốn bé không nào? Là bạn đang rất là vui đúng không ạ? Cực kỳ nhiều năng lượng và khuấy động không khí chương trình của ngày hôm nay nữa. Và với ca khúc này của Gigi thì bạn đã nhận được một điều rất là thú vị, rất hấp dẫn từ phía DTAP, đó là 20 triệu. Cho nên Thanh Huyền sẽ không hỏi ý kiến những nhà đầu tư còn lại nữa. Và ngay bây giờ xin được mời thí sinh Hà An Huy sẽ cùng quay trở lại sân khấu ngày hôm nay. Tác phẩm của cả hai bạn đều được những nhà đầu tư chốt deal. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa tìm ra được bài hát nào sẽ trở thành ca khúc hay nhất trong tập ghi hình này. Gigi, em có tự tin vào chiến thắng của mình hay không? Dạ em khá là tự tin ạ. Ở đây ngày hôm nay em có muốn thách đấu với lại Hà An Huy hay không? Chúng ta có thể cùng với nhau là một cuộc dự đoán nhỏ chẳng hạn. Huy nghĩ sao về một chiếc deal giữa hai chúng mình? Em sẽ quyết định không deal. Vì là hai ca khúc này màu sắc quá khác nhau, không thể so sánh được. Vâng ạ, rất tự tin. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời ban giám khảo và quý vị khán giả sẽ cùng bình chọn cho ca khúc hay nhất. Xin mời. Ca
với 62,22% bình chọn. Xin được chúc mừng cho thí sinh An Huy. Và An Huy đã có bài hát hay nhất trong tập phát sóng này của Big Song Big Deal. Xin được chúc mừng. Một cú lội ngược dòng rất ấn tượng thưa quý vị. Có bất ngờ với kết quả này hay không An Huy? Em không tin nữa. Không tin. Và Thanh Huyền tin là với chiến thắng ở tập ghi hình này sẽ là niềm động lực để giúp cho bạn có được những sáng tác hay hơn ở những vòng thi tiếp theo. Một lần nữa xin được chúc mừng cho Hà An Huy. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thưa quý vị, rất tự hào và vinh dự cho Thanh Huyền khi được đứng cạnh năm bạn thí sinh đầy tài năng trong vòng ghi hình này. Đó chính là Mai Chí Công, Hà An Huy, Di Di, Nguyễn Mạnh Cường, Fortin Casper và Công Toại. Xin chúc mừng bởi vì các bạn đều đã là những người chiến thắng trong vòng thi này. Và một cảm giác rất hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con tinh thần của mình được biểu diễn ở trên sân khấu hoành tráng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì Thanh Huyền xin được mời chị Khánh sẽ đại diện cho nhà đầu tư tặng hoa cho Hà An Huy, người có bài hát hay nhất trong tập ghi hình này ạ. Xin mời. Anh Tuấn có điều gì muốn nói hả anh? Tôi muốn có một cái thông báo rằng chúng ta đang có một cái twist nữa ở đây. Và bạn Thịnh sẽ là người tuyên bố điều đó. Anh muốn chốt deal với Mai Chí Công. Một cái deal nó mang tính là khuyến khích nhiều hơn. Và anh nghĩ là một cái deal 10 triệu cho ca khúc của em cộng với phần sản xuất của D-Tac. Tuy chỉ là một deal với mức giá là 10 triệu nhưng sự đồng hành của D-Tac lại vô cùng quan trọng. Bạn có đồng ý với deal này hay không? Em đồng ý luôn ạ. Đồng ý luôn. Rất cảm ơn nhà đầu tư hào phóng D-Tac. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa xin được chúc mừng Hà An Huy với ca khúc hay nhất. Và chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả vào Chủ nhật tuần sau lúc 21:15 trên kênh VTV3. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. See ya. Quán quân của chương trình sẽ là người có số điểm cao nhất đến từ 50% số điểm tích lũy qua từng vòng thi và 50% số điểm bình chọn của khán giả. Cách quy đổi điểm số như sau: thí sinh hạng nhất tập được 4 điểm, thí sinh hạng nhì tập được 3 điểm, thí sinh bị loại ở vòng 3 được 2 điểm, thí sinh bị loại ở vòng 2 được 1 điểm, thí sinh bị loại ở vòng 1 không đạt được điểm nào. Mỗi thí sinh có 4 lượt thi đấu để tích lũy điểm số trong quá trình thi. Cổng bình chọn cho khán giả sẽ được mở trên ứng dụng VB Bank Neo và website soundstar.vn. Mỗi lượt vote trên website soundstar.vn tương đương 1 điểm. Trên ứng dụng VB Bank Neo, đối với khán giả chưa kích hoạt tài khoản, mỗi lượt vote tương đương 1 điểm. Đặc biệt khán giả có tài khoản VP Bank và bình chọn sau khi đăng nhập VP Bank Neo sẽ được nhân 3 số điểm bình chọn. Hãy bình chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích nhất. Bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 năm 2022, một tài khoản của khán giả có thể bình chọn tối đa 10 lần trong ngày cho thí sinh mà bạn yêu thích nhất. 10 khán giả may mắn nhất khi tham gia bình chọn cho mỗi tuần sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn đến từ nhà tài trợ VP Bank. Khán giả sẽ được nhận một tài khoản số đẹp VP Bank trị giá 5 triệu đồng. Đặc biệt hơn, khán giả khi tham gia bình chọn qua ứng dụng VP Bank Neo có kích hoạt tài khoản sẽ được may mắn tham gia quay số trúng thưởng tuần đến từ nhà tài trợ VP Bank. Một giải nhất với giá trị giải thưởng 2 triệu đồng. 4 giải nhì với giá trị giải thưởng là 500.000 đồng. 5 giải ba với giá trị giải thưởng 200.000 đồng.
VP Bank Bram, thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ sống bứt phá, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.